Em chào anh chị, hôm nay con tử Thái Bình Dương xin giới thiệu với anh chị mẫu cân trái cây, cân điện tử chuyên cân trái cây mà mấy anh chị mình trong vựa hàng trái cây sử dụng anh chị. Đây là thực tế mình đang cân sầu riêng. Mặt cân nó có chữ màu xanh hoặc là chữ màu đỏ nha chị. Chữ màu xanh là cái chữ màu đen là có cái đèn bát lan màu xanh, còn chữ màu đỏ thì led đỏ, rất là dễ nhìn. Chữ to rõ. Với cái thiết kế chiều cao mặt cân, chiều cao của cái mặt cân từ dưới đất lên tới cái mặt cân là 40 cm, thì nó rất phù hợp cho cái việc mà mình để cái mặt cân lên, sau đó mình để cái sọt lên, rồi mình để mình cân, thì ngay cái đuôi xe tải á, nó ngang cái tầm với mình. Một có anh chị mình đứng, mình bỏ hàng của mình cân rất là dễ, không phải cúi xuống, không phải là khiêng lên, rất là vừa tầm. Thiết kế cân điện tử này chuyên cho mấy anh chị vựa trái cây hoặc đi mua trái cây trong vựa hoặc là về buôn bán tại vựa, mình bỏ lên xe tải hoặc là xe máy đều chở đi được. Thay vì sử dụng cân đồng hồ như thế này thì sử dụng cân xe tải, cân điện tử rất là chính xác, chữ số rõ ràng. Cái cân chữ màu đen á thì nó hơi khó nhìn tại mình quay video clip thôi, chứ bên ngoài nó nhìn chữ số nó rất là rõ, tại vì quay vô trong hình mình thấy nó bị chóa đèn á, nhưng mà hiển nhiên là sẽ không có rõ bằng chữ số màu đỏ. Chính xác từng cm, không phải tranh cãi về số ký, số lạng, số gam gì hết. Có bao nhiêu là hiện hết lên màn hình bấy nhiêu. Không yếu, không dư, không thừa, không thiếu.